Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Ui, vãi. Bên hông có người, phía trước có người luôn. Vãi hàng. Phần này khó nha anh em ơi. Ui, khủng long bò sữa hả em ơi? À đâu anh em, con này là con khủng long cầu vồng chứ nhở? Kéo hơi nhầm xíu anh em thông cảm nhá. Mày làm sao? Mày chạy đâu hả em? Để mình coi nào. À đây à? Xong luôn, ngáo vãi luôn nhở. Vâng, như vậy thì rất đơn giản, kẹo đã có cho mình được một kill đầu tiên luôn. Ngon lành cành đào. Hiện tại thì kẹo đang sở hữu combo súng, đó là một cây MP5 này. Chúng ta có một cây AWP luôn này anh em. Và các bạn có thể thấy được rằng là gói sát thủ bạc, những cái ghost code đang hiển thị ở trên màn hình nha anh em ơi. Thì một cái code này một người sẽ nhập được nha. Vì thế nên là các bạn nhanh tay nhập. Và đây chính là cốt bộ trang phục vĩnh viễn sát thủ bạc luôn nha mọi người. Anh em ơi, nhanh tay kẻo hết cốt nè. Thì ở đây mình chỉ có 10 ghost code thôi nha anh em. Và nếu như mà anh em nhập được thì đừng quên đó là hãy comment cảm ơn kẹo và chia sẻ cái điểm vui này đến với tất cả mọi người nha. Mình thấy là có đứa ở trên anh em ơi. Nói chung là tầm này thì bình tĩnh thôi. Nhà gà thì kẹo cũng không thấy đâu. Ui, xem ra là cũng căng phết chẳng đùa nhở. Nào anh em ơi, chờ kẹo xíu nhá. Qua đây cái coi. Đây này anh em. Thấy không, thấy không? Thằng bé ngay phía căn nhà trước mặt luôn. Vãi, ở trên có người này. Cửa gì? Ok anh em. Đây để mình coi. Thằng nào trên nhà đó vậy ta? Tầm này là chẳng biết nó chạy đi đâu luôn anh em. Vãi lúa thật. Ui, coi chừng nha em, tí nữa thì thằng bé vỡ đầu. Thôi anh em ơi, nói chung là cứ phải từ từ thôi. Thằng rơm rơm này thì kẹo cũng chẳng xoắn quẩy gì cả đâu. Có lẽ là đứng tạm đây coi nhở. Ui, phía dưới có thêm người cơ. Vãi thế nhở. Phía dưới có thêm người là hơi bị căng đây nha anh em. Mọi người ơi, mọi người đang xem video của kẹo thì nhờ mọi người có thể là nhấn nút like cũng như là anh em chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều này. Và nếu như mà khi mà kẹo đăng video, anh em không nhận được thông báo thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn vào cái nút chuông nha anh em. Sau các bạn chọn là nhận thông báo cho tất cả để anh em sẽ là người nhận được thông báo khi mà kẹo đăng video mới nhất nhá. À đủ. Chúng nó qua nhà bên kia cả rồi anh em ơi. Kẹo thì vẫn đang đứng bên này. Quang có vui tí không nhở? Giờ đây anh em ơi, chuẩn bị là có giáp chống nổ này. Ngon không? Quá đã luôn nhở. Và lên luôn được cái mũ level 3. Mày đùa với tao đấy à? Thằng trong này tính slow với mình cơ. Tuổi gì? Hả? Tuổi gì? Anh em đoán xem này. Ui, dựng con kèo nhanh thế nhở? Dựng con kèo nhanh đấy em ơi. Xong lên bảng. Đáng thương quá cơ. Và không biết là anh em có lạ lẫm với cái bộ trang phục kẹo đang mặc không nhỉ? Bộ trang phục mình đang mặc đây thì nó là một cái bộ trang phục của vòng quay kim cương. Cũng đã khá là lâu rồi anh em ơi, hình như là bộ trang phục ma tốc độ nam thì phải này. Mình thì đã chơi game Free Fire khá là lâu. Mình chơi từ phiên bản đó là OBT2 cơ anh em. Đến bây giờ là chuẩn bị ra mắt OB20 rồi. Ok các bạn, bây giờ thì mình đang có rất là nhiều những cái trang bị ngon rồi. Và quan trọng là chúng ta có giảm thanh cho AWP anh em. Ui, vãi, bố nào gài mình như này. Ui, con lại sợ bố quá cơ. Thề luôn vãi hàng. Nhiều ông kiểu lắm mìn, đặt mìn sưng sưa anh em ơi. Tôi là tôi cũng hơi xoắn quẩy với mấy thanh niên shipper mìn. Qua đây cái coi. Tầm này thì trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 20 người chơi thôi. Nên là cứ từ từ thôi. Cứ từ từ bình tĩnh thôi anh em nhở. Rồi nha. Để kẹo hóng coi nào. Trên này á? À đủ. Một đứa anh em ơi. Một đứa ngay trên căn nhà nhiều lỗ này nha. Ok ok. Mình tạm gọi là như vậy. Bởi vì nó nhiều cửa sổ vãi. Làm sao? Ui, đấy biết ngay gài mìn mà thề luôn. Lại gặp mấy thằng ngồi thủ nhà rồi. Gặp mấy thằng này thì nên tránh xa ra xíu anh em. Không kiểu sanh mộ sớm lại hỏi tại sao. Đơn giản là mấy thằng này nó thủ nhà nhây vãi luôn anh em ơi. Nó gài mìn nhiều cực kỳ luôn. Rồi nha, ok ok. Làm gì mà căng.
anh qua đây đợi chú này. Giờ thì hóng thôi anh em ơi, nào, có ai qua đây không? Thôi thì kệ cho nó vậy, cơ bản là nó đang ngồi nhà nó thủ nhà. Ui, quá thật à? Vãi này, tí chết em nhá, tí mất máu nhá. Bắn pha đấy hơi hụt anh em mới chán vai nhở. Tí nữa thì thằng bé mất máu luôn nhở. Mất máu như đến tháng luôn nhở, đừng đùa. Ok anh em, tôi lượn qua đây xíu đi. Cơ bản là mình công qua căn nhà nhiều lỗ thì mình khá là xoắn quẩy, bởi vì là gặp cái thằng chuyên thủ nhà thì chán vai. Thế thôi, bỏ qua cho nó vậy. Nếu mà tí nó còn sống thì anh em lại solo với nhau nhở. Còn tôi thì chắc là xuống phía dưới đèo đá coi, kiếm thêm kill. Canh một đứa như thế mất thời gian lắm anh em nhở. Quan trọng là nhiều kill top 1 mà lại. Bây giờ là mình mới chỉ có 3 kill thôi. Ở bên trên không có ai, nghe tiếng thính sợ vãi luôn. Thể, mình không nghĩ là thính nó ngay gần đây luôn. Sợ thật, ok ok. Kiểu nhiều khi ngáo vãi anh em. Anh em đã bao giờ chết vì thính đè chưa? Còn tôi thì có rồi anh em ơi. Kiểu như là mình đang đi xe, thính rơi, rơi phát nổ xe, đai luôn người. Khổ vãi luôn anh em. Ok, 15 người chơi, hóng nào. Vâng, và kẹo đang tiến xuống phía dưới khu dân cư. Và ở đây thì mong rằng chúng ta sẽ có thêm được nhiều kill nha anh em. Ok, 50 EP, chỉ là một cái nấm một củ thôi. Ui, đấy khổ vãi luôn. Mấy ông thì kill nhau ghê thế, còn tôi đi kiếm kill thì chẳng thấy ai đâu. Nên là đôi khi mình cũng hơi chán cái vụ này anh em ơi. Tính ra thì bản đồ Free Fire này, một cái bản đồ này 50 người thì nó vẫn đang còn ít anh em ơi. Nhiều người chơi tí nữa thì săn mạng có phải là dễ hơn không nhở? Qua đây cái con nào? Bên này không biết là có ai không đây? Chưa thấy ai cả. Và tương đối vắng luôn. À đây này. Ui, lại hụt nữa anh em. Bán na đúc kiểu này mù mắt thật. Thôi không sao anh em ơi, không sao, bôi cao sẽ khỏi nhờ. Qua đây tìm nó, mày đâu hả em ơi? Ui, sự mong keo cái, làm gì căng, thấy rồi nhá, thấy rồi nha. Mày này, quá được luôn nhở, 4 kill ngọt sớt luôn anh em ơi. Ui, thằng này nhiều bông keo phê nhờ anh em đừng đùa nha. Ngon lành, tự nhiên có thêm bông keo này, phê không phê không. Như vậy thì mình có 3 trái bông keo rồi. Nói chung thì trong mỗi trận đấu Free Fire, bom keo là một cái trang bị vô cùng là quan trọng. Thế nên là có thêm bom keo thì nó là một cái khá là tốt anh em. Chứ còn bảo là không có bom keo thì kiểu chạy bo bị cho nó bắn cho chỉ có nước là lên bàn thờ sớm luôn anh em. Ok ok, 11 người chơi nữa, hóng nào. Trang bị còn thừa trong cái ba lô của mình khá là nhiều. Nhưng mà thôi anh em ơi, để dành đấy. Tí đổ súng thì còn trang bị chứ nhở. Đấy, người ta phải tính toán thông minh như thế nhở. Rồi đây, ui vãi, bố này đi xe máy luôn ạ. Vãi, còn sợ bố quá cơ. Cái đậu xanh nhở. Thôi xong, thôi xong. Pha này là ăn no liệu nha em. Đi xe máy qua luôn. Thể hiện điều gì vậy? Ui, thằng bé này. Chạy đâu hả? Ui, vãi luôn này. Không trúng phân nào. Cái đậu xanh anh em ơi, khó sơi nó quá nhở. Uầy, cơ bản là cái ống ngắm 2x này bắn hơi chán. Nếu như lúc nãy mà có 4x là thằng kia là coi chừng nó xanh mộ sớm rồi cơ. Vãi thật, bắn rát thế nhở. À đây à, qua sau tảng đá rồi hả em? Coi chừng là vỡ đầu nha. Anh có a đúc thì chú cứ coi chừng nhá. Nào. Uầy, uầy, thằng này có tí máu thôi anh em mà nó vẫn chạy lên trên được, kiểu xui vãi nhở. Số nha anh em. Thôi, bình tĩnh thôi. Mình hơi cay cú vụ này cái. Đơn giản là thằng bé này hên vãi luôn, nó hên tận 2 lần luôn anh em. Đáng lẽ ra là phải sanh mộ mới đúng chứ. Thôi thì chúng ta lượn lờ qua xưởng cơ khí cái đi anh em. Đây ok. Quay trở lại với khu vực xưởng. Không biết là còn ai ở đây không cơ. Chắc là vẫn có người thôi. Hên xui. Kiểu này thì mình nghi là... À đây, tưởng gì bụi cây di động đây à? Ui vãi thật. Thảo nào bảo nghe thấy tiếng người. À đủ, thì ra ngay phía này luôn.
Quay phải. Anh em nhìn bụi cây kia nó chạy kinh không? Mày này, phát nữa không em? Thằng bé chắc cũng sợ xoắn quẩy đấy. Nào. Ui, vẫn sống luôn. Vãi hàng. Đùa. Hôm nay anh em kiểu gặp toàn mấy đứa hên dã man luôn anh em. Chẳng hiểu sao những pha bắn như thế cho nó vẫn sống. Mình đúng là thanh niên số nhọ rồi. Nhọ quá anh em ơi. Làm sao để hết nhọ bây giờ nhở? Gặp mấy thằng, chắc là cũng vì cái ống ngắm 2x là bắn nó hơi chán anh em ơi. Kiếm cái scope 4x bắn cho đã. Chứ như này thì chết tôi không anh em. Thôi chúng ta chạy lượn xuống phía dưới cái tháp đồng hồ nha. Đứng đây thì cũng có thể canh địch khá là tốt nè. Ui, vãi hàng. Một viên nữa này. Vãi. Lại chạy được luôn, lại dựng bông keo luôn. Ui, hôm nay kiểu chưa có bao giờ số nhỏ thế nhở. Ui, chẳng biết nói gì, đắng lòng này. Ui vãi, muốn xóa máu luôn. Mình đang bắn thẳng ở dưới, thẳng ở trên nó ke mình. Thôi thôi, sợ thật luôn. Bạn ơi, bạn từ cái mình quần máu đã làm gì căng. Thề luôn mấy ông chơi như này có khác gì gọi là ức hiếp người quá đáng không hả? Vãi thật. Nào ở trên à? Mày này, thằng này nhá, coi chừng xanh mộ nhá. Anh thấy rồi nhá. Ơ, bắn vẫn trượt. Sao đấy nhở? Sao lại không hiểu ta anh em, bắn vẫn trượt luôn. Thôi xong. Kiểu mình bắn ngáo vãi nhưng mà thằng bé vẫn lên bản điểm số nhá. Ok, còn lại 4 đứa nhá. Và kẹo thì kẹo có 6 kill rồi. Hóng nào anh em ơi, hóng 10 kill top 1 nhá. Xong nhá. Và quan trọng thì chắc là lên trên tranh thủ cái nhở. Đang tính lên trên lượm xác mà bọn ở dưới bắn ghê quá anh em. May này. Ui, né được luôn. May là nó nhảy xuống không là coi chừng thằng bé đang yêu máu là chỉ có nước lên bảng thôi nhá. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình là 20%. Và kẹo vẫn đang thấy là khá là căng thẳng luôn. Vãi hàng. Qua cái góc khuất thế thì mình chịu rồi. Được, công nhận hay luôn. Ui, vai phía trên còn người luôn. Kinh vậy. Thôi bạn này bình tĩnh đi. Làm gì sao căng thẳng với nhau thế? Bo thì đang chuẩn bị thu lại luôn. Ủa, các ông chơi như này chết tôi anh em ơi. Pha này có khi mình bị kẹp thịt chứ chẳng đùa nhở. À đây rồi. Ui, nào. Làm sao đấy Hải ơi? Bắn không trúng cái kiểu mù mắt các bạn ơi. Số nhà đứng lại. Đứng lại em. Ui, hai đứa solo với nhau lần này. Ủa ơi, còn tí máu. 46 máu các bạn ơi. Vãi hàng thật. Vỡ đầu. Yes. Thằng quân tới cuối anh em ơi. Số nhá, tầm này thì chỉ còn lại một thằng quân trên thôi. Thì kẹo quần máu cái đã. Ui, nhưng mà có một cái thử thách đối với mình đó là bo thu ở trên. Nhưng bây giờ thì không có bóng keo cơ. Chán thế. Kiểu không có bóng keo như này lành ít dữ nhiều rồi. Ok ok. Chúng ta lượm được một trái bông keo. Bên này không biết là còn không nhở. Số nhau ok. Nạp đạn a đúc căng đét luôn và chuẩn bị nào. Chuẩn bị là tiễn thanh niên kia lên đường nào anh em. Ui, anh em có thấy cái đầu nó không? Đấy, cái đầu nó cứ thập thò thôi. Ok ok ok. Phần này căng vãi nhở. Ui, bo đang thu lại rồi nè. Thôi vãi, mình phải chạy thôi anh em. Một trái bông keo duy nhất của kẹo đây. Và đứng tạm ở phía gốc cây nhá. Ok ok. Mày thử chạy qua đây xem. Ui vãi, nó có phóng lựu. Đỉnh. Thế anh sợ chú rồi. Thằng bé có phóng lựu anh em ơi. Ui, gắt thế. Vãi hả. Sao anh em không biết là top mấy đây. Lo lắng nhở. Nào anh em ơi. Hóng nào. Top 1 đi. Nào top 1 đi. Ui, căng thẳng vãi nhở, mình không biết top mấy cơ. Wow, top 1 luôn. Ngon ghê anh em. Các bạn ơi, bye bye!